Xin chào cả nhà và các bạn xa gần liên cuộc sống Úc. Hôm nay đi chợ khu Việt Nam và thấy một anh đề cái biển. Mình đang đứng bên hông anh ta thì mình thấy tay anh ta bấm bấm cái gì đó. Mình đứng một hồi và mình quan sát thì mình thấy là anh ta đang bấm game á các bạn. Một lúc sau anh ta thấy mình quay anh ta thì anh ta có ngưỡng mặt lên hoặc là linh tính. Anh ta cảm giác có người đang nhìn mình hay sao đấy, anh ta ngưỡng mặt lên và anh ta không chơi phone nữa. Anh ta ngồi ngay gần cái chợ mà rất là đông, đó là chợ Đồng Khánh. Ở khu chợ Việt Nam lớn nhất này có rất là nhiều chợ nhỏ. Và chợ Đồng Khánh là một cái chợ lớn và lâu năm nhất, và cũng là cái chợ mà mở sớm nhất cũng như là đóng cửa trễ nhất. Bất cứ các bạn ở nơi nào hoặc đi làm xe ở vùng nào mà tối trở về khu này thì chợ này vẫn còn mở cửa để chào đón các bạn. Vô gia cư ở Úc thì mình đang đứng bên hông của một anh đề cái biển vô gia cư. Khi mình đứng trước cái biển thì mình thấy cái biển nó đề là I am homeless, please donate some change. Làm ơn hãy cho tôi ít tiền lẻ, tôi là người vô gia cư. Thì trước mặt anh ta có một cái ly đựng tiền cát. Nếu anh ta ngồi ở đây từ sáng cho đến chiều thì anh ta có thể thu về khoảng 100-300 đô la một ngày, còn nhiều hơn cả tiền đi làm nữa đó các bạn. Nhưng anh ta không thể ngồi đây mỗi ngày, vì ngồi đây mỗi ngày thì lòng thương xót của mọi người sẽ bị lạm dụng. Cho nên chắc thi thoảng anh ta ngồi ở đây thôi, rồi có thể anh ta đổi địa bàn khác. Đây là cái chợ Đồng Khánh này các bạn. Mình đang hướng đi về, mình đang đi hướng ra xe của mình. Cái chợ này mở trễ nhất trong cả khu chợ lớn ở đây. Bạn có thể mua bất cứ thực phẩm Á Châu nào trong cái chợ đấy. Đây là con đường cuối cùng của đường John. Đường John rất là dài và nổi tiếng, cũng như nổi tiếng về mắc mỏ, cũng như rất nhiều quán ăn ngon trên con đường này, cũng như rất là nhiều những cửa hàng quan trọng nằm trên con đường này. Nha Sĩ, Bún Bò Huế Đông Ba. Thì trở lại người vô gia cư, người vô gia cư họ ngồi ở cái vùng khu Việt Nam mình không quá nhiều, và rất là ít bạn sẽ gặp được người Việt Nam ở đây. Lần trước thì mình có gặp một anh người Việt Nam, nhưng lần này mình đã không thấy anh ta nữa. Và lần này cũng mấy tháng rồi, từ Tết Trung Thu đến bây giờ thì mình đi lại và mình gặp người anh ngoại quốc chứ không phải Việt Nam. Mình có hỏi là anh ta có muốn hỏi vài câu phỏng vấn không thì anh ta từ chối. Có lẽ anh ta cảm thấy trẻ quá để làm người vô gia cư như thế này, hoặc có thể anh ta cảm thấy hơi ngại hay là quê một chút. Đấy là mình cảm giác thôi. Bạn thấy không, một khu chợ rất là lớn. Mình đi một dọc khu chợ và mình chỉ thấy có một người vô gia cư thôi.
không có quá nhiều người vô gia cư ở nước Úc mình. Những người vô gia cư cũng có thể một phần bị bệnh tâm thần, cũng nhiều phần là do bất động sản quá mắc, cũng có thể là do bạo hành trong gia đình. Và khi ra đi, anh ta có thể mất hết giấy tờ. Có rất nhiều giả thuyết để trở thành người vô gia cư. Hoặc cũng có thể anh ta lười. Có rất nhiều trường hợp các bạn ạ. Mình đã làm 3 clip người vô gia cư rồi. Và mình cũng tìm hiểu rồi. Cho nên có rất là nhiều nguyên nhân. Chúng ta sẽ không phán xét bề ngoài, mà chúng ta cứ trao đi nếu chúng ta có thể một ít tiền cắt hoặc một ly nước. Con đường này là con đường khác, và khu này là khu đậu xe. Mình chuẩn bị lên xe và đi về rồi. Cái khu này hồi xưa nó là một cây xăng các bạn ạ. Mỗi ngày mình đi học mình sẽ đi ngang qua cây xăng này, và khi đi về mình sẽ vô đây và mua một ly nước 2 đồng. Sau đó thì cây xăng này được rao bán, và phải mất 6 tháng sau mới có người mua. Mình thích bất động sản từ lúc mình còn đang đi học lớp 10, lớp 11 đó các bạn. Và thế là mình tìm hiểu coi giá nó bán bao nhiêu. Mình cũng gọi lên công ty bán bất động sản và hỏi cái cây xăng này bán bao nhiêu. Và mình chỉ biết thế thôi, chứ mình không nghĩ làm cách nào mua nó. Và tại sao mình cần phải hỏi như thế? Mình chỉ muốn biết hiếu kỳ và muốn biết rõ giá trị của nó một chút. Sau khi họ mất một thời gian dài để tìm người đầu tư, vì nếu chỉ một cây xăng thôi, nếu người nào bỏ tiền ra mua và cho ai đó thuê lại làm cây xăng, thì cái tiền cho thuê chưa chắc đủ tiền trả tiền lãi suất ngân hàng. Vì vậy nó kén người đầu tư các bạn ạ. Trở lại anh vô gia cư, anh ta đang ngồi bấm game. Bây giờ cũng là chiều rồi, khoảng 6 giờ chiều. Cho nên mình chỉ thấy có một người cho tiền anh ta. Mình đoán những người có tấm lòng thương người không cần biết lý do, và đặt nhiều câu hỏi anh ta hay thắc mắc. Những người lớn trung niên cao tuổi, họ cũng vẫn sẵn sàng cho anh ta những đồng lẻ khi đi chợ còn dư. Anh ta có thể cúi như vậy cả ngày để bấm game. Vừa bấm game còn được tiền nữa. Cũng hay đó ha. Mình không thấy rõ khuôn mặt anh ta, cho nên mình không biết gì nhiều về anh ta, và mình cũng không hỏi là tại sao anh ta như thế này. Mình tránh hỏi những trường hợp như thế này. Mình nghĩ tất cả mọi người vô gia cư homeless đều có lý do riêng của họ, và chúng ta nên tôn trọng. Nếu chúng ta giúp được thì tốt, nếu không chúng ta không nên xúc phạm hay chê cười. Vì đôi khi có những người họ không có lựa chọn, cũng đôi khi có người họ có lựa chọn, nhưng đó là cuộc sống của họ. Rất là đông người Việt đi ngang qua. Ở cái vùng nước Úc này, mình không gặp một người đồng hương nào của vùng mình cả ở bên Việt Nam. Vì tất cả đồng hương của mình, họ đều ở bên Mỹ, định cư bên Mỹ. Cho nên cái chợ này mình đi hoài luôn. Bạn thấy không? Rất là nhiều chợ, nhiều hẻm. Đôi khi mình cũng không gặp lại những bạn học của mình từ mười mấy năm về trước đó các bạn. Các bạn cứ nghĩ khu Việt Nam thì chúng ta có thể tập trung và nhận gặp nhau dễ dàng. Nhưng không,
vì nó có rất là nhiều hẻm nhỏ, có rất là nhiều shop nhỏ, cho nên có thể bạn của mình hoặc người quen của mình đang ở shop này và mình đã ở shop khác, và nó đều cách những cái bức tường, vì thế chúng ta rất là khó gặp nhau. Khi hiểu lắm thì chúng ta sẽ gặp nhau tại cái quán ăn, nhưng vì cũng có quá nhiều quán ăn để lựa chọn, đối với mình thì mình thấy rất là hy hữu để gặp lại bạn mình. Người vô gia cư cảm nhận là có người đang nhìn cho nên ngưỡng mặt lên, và sau đó anh ta lại tiếp tục ngồi và cúi mặt xuống. Vô gia cư cũng có rất nhiều sắc tộc, cũng có rất nhiều lứa tuổi. Cái anh thanh niên này mình nghĩ nhìn còn rất trẻ các bạn ạ. Đây là ngày đầu tiên mình gặp anh ta ở đây. Vậy là video của mình đã hết rồi. Xin chào cả nhà và hẹn gặp ngày mai nha.